khó nhìn, mờ mắt, dễ mỏi mắt khi phải điều tiết, cảm thấy hào quang trong tầm nhìn, màu sắc có thể nhợt nhạt hơn. Nhìn sự vật 1 thành 2 là một số biểu hiện của bệnh đục thủy tinh thể. Mỗi năm có thêm 85.000 ca mắc bệnh đục thủy tinh thể. Trong đó, tỷ lệ người già trên 50 tuổi chiếm 70% ca mắc bệnh, 30% còn lại là ở người trẻ. Cùng Piloca tham gia bảo vệ thủy tinh thể. Bộ đôi Piloca điều trị đục thủy tinh thể tốt nhất đến từ Mỹ. Beta-carotene bao gồm các thành phần alpha-carotene, beta-carotene, dầu cọ, gamma-carotene, lutein, lycopene, zeaxanthin. I-factor bao gồm các thành phần anthocyanin, cà rốt, i-bright, hoa hòe, lutein, nguyên tố lutein, việt quất. Bộ đôi Piloca điều trị đục thủy tinh thể hiệu quả, phục hồi thủy tinh thể từ sâu bên trong, hết đục, hết màn xương, hết nhìn mờ, giúp khôi phục lại thị lực. Cùng Piloca tham gia bảo vệ thủy tinh thể.